Anh ơi. À, bye bye em nha. À, quay. Em chờ chút đi. Có chuyện gì nữa hả? Anh đã chán chị My chưa vậy? Nữa hả? Anh đúng là đồ nông cạn. Ủa, chị My chưa tới hả? Chưa tới. Hồi nãy gọi nói là kẹt cái gì đó tới trễ. Ê, đi đâu mà mặc đồ bảnh vậy chú? Có chút việc thôi. À, biết vụ gì chưa? Vụ gì? Vụ cậu sĩ của My á. Cậu còn biết chuyện đó nữa hả? Tình cờ thôi. Ủa sao bạn biết mà không nói với tôi? Ờ, tại thấy chị không công khai nên tôi im lặng thôi. Tính ra là cũng lì thiệt luôn á. Gặp tôi rồi tôi rút lui rồi đó bạn. Làm sao mà rút lui được? Mình phải theo tới cùng chứ. Tại mình học cấp 3 nên chỉ thấy mình còn nhỏ thôi. Nhưng mà sau này mình lên đại học, chị sẽ thấy mình khác. Tuổi tác đâu có chênh lệch bao nhiêu đâu, đúng không? Vì vậy mà kể từ giờ trở đi, tôi quyết định á, tôi sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc hơn. À, thì ra là muốn trưởng thành cho nên là mới mặc đồ vest như vậy đúng không? Nhìn cũng lịch lãm á. Lịch lãm không? Ừ, lịch lãm này cũng là có tầm ông ngoại tôi. Quá, cái đồ này tôi muốn của cậu tôi đó. Mà quên nữa. Dạ. Còn chuyện của ông á, chứ chị đồng ý sao rồi? Sao vậy? Chưa đâu vô đâu hết đó. Thôi đừng có buồn nữa. Chuyện của ông á, chỉ việc nói thẳng là được. Còn chuyện của tôi á, không biết tới khi nào tôi mới theo đuổi được chị nữa. Từ vựng mới là cô ghi vô hết vô đây rồi đó, nghe chưa? Làm ơn. Phải học thuộc, phải thuộc biết chưa? Rồi biết rồi. Rồi tôi cũng nói luôn nha, cô dạy sao dạy. Chứ mốt mà tôi rớt vô trường dân văn như cô chắc tôi chết luôn quá. Xin lỗi em nha, nhiều khi em muốn vô còn không được nữa đó, chứ đó. Xin lỗi cô nha, mắc cười quá. Ờ, à, cười đi. Cười vậy thôi hả? Ừ. Thì cười nữa đi, không cười thì cô cười. Muốn vô cũng không được nữa bây giờ. Thôi, cô cũng nặng lắm nữa, bây giờ uống thuốc đi. Em phải uống thuốc đi. Cô uống thuốc đi. Cho cô mượn laptop nha. Ừ. Cô check mail chút xíu. Cảm ơn. Chào chị My, chị chưa về nữa hả chị? Ủa, qua hả? Hello em, lâu quá mới gặp em nè. Ừ, chị đang bận hả chị My? Ồ, chị đang bận chết mèo chút xíu, có gì không? À, chị My. Bộ đồ em, đồng phục tụi em mới đổi bên trường hả? Nhìn già như trái cà vậy đó. Bộ già như trái cà lắm hả chị? Ồ. Nhìn trưởng thành lắm hả chị? Ừ, trưởng thành gì, nhìn già chát, già hơn ba chị nữa. Nói vậy là quá già. Già như trái cà. Yeah, thành công rồi. Ủa, anh lấy gì hả? Ờ, em học đi, anh đi lấy cái áo à. Dạ. Wow, anh mặc vest chắc đẹp lắm ha. Có đẹp gì đâu. Công nhận quan con thiệt. Tôi sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc hơn. Ủa chị Tâm Ý. À, trời, xém xíu không nhận ra cậu luôn á. Sao vậy chị? Thì tại bộ đồ nè, nhìn lạ quắc luôn. À. Ủa mà cậu đi đâu vậy? À, em đi qua nhà bạn chơi á. À. Còn chị đi đâu vậy? À, tôi đi chợ.
Mà bộ nhà bạn cậu có đám hả? Dạ, là sao ha? Tại tôi nhớ bộ vest này của ba cậu mà. Tưởng nhà bạn cậu có đám nên cậu mượn đỡ chứ. Vậy mà chị cũng nhớ được, hay thiệt luôn á. Hay là nếu cần cậu đi với tôi đi, tôi lựa bộ vest đàng hoàng cho. Dạ cũng được. Đi. Ơi. Hả? Đây đem sách cho. Thôi thôi, tôi sách được rồi. Ở đây là việc của đàn ông mà. Tôi chỉ cười gì vậy? Công nhận cậu mặc bộ này nhìn chững chạc thiệt á. Cái gì cho em già hả? Em quê á nha. Đâu có đâu. Mời. Chắc là thành công rồi. Xuất sắc thiệt bạn mình ơi. Ê, chị tới đây chi vậy? Tôi thấy cái vụ đồ vest đó không có khả quan cho lắm. Fail rồi. Qua đây tôi quyết định đổi chiến thuật, tập cho cơ bắp cuồn cuộn. Tôi nghĩ là chị mới sẽ thích lắm á. À, bạn định chơi chiến thuật tí nam kế đúng không? Tí nam kế là sao? Tí là con chuột á, là kiểu khoe chuột đúng không? Nè, nè, nét không? Đâu nhìn đâu nét cái đâu mà câm mà. Chứ, cũng nét lắm chứ bộ. Nhìn cũng được mà, mới tập mà. Ừ, hơi sưng sưng. Ủa mà bà lên đây làm gì? Chị My có lên tới đây đâu mà bà biết. À nó không lên, tôi gọi chị My tới đây á. Gì? Nhưng mà phải tư cách của tôi, mà là với tư cách của bạn đó. Hả? Tôi hả? Ê, bà Linh quá, bà gọi kìa. Alo. Đang trong này nè. Chị vô đi. Ê, chị My tới rồi đó, rồi đó. Nhớ làm cái nào cho chị tập trung vô tôi nha. Rồi rồi, biết rồi. Lên lên. Trạng nguyên cái thằng. Ủa, thằng này. Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy hả? Mà kêu cô giật ngược giật xuôi qua đây. Nè nha, không có chuyện gì quan trọng thì chết chứ tôi nghe chưa? Có chuyện quan trọng mới kêu chứ bộ. Chuyện gì? Chuyện gì ta? Chuyện gì? Chuyện gì ta? Chuyện gì quên ngang rồi. Cái bên kia. Ủa, em tưởng cô là ô xin của em hả? Em kêu là tới. Không có quan trọng đâu. Từ đây về sau không được dám đối xử với cô vậy nữa nghe chưa? Có chuyện không? Kêu cô nghe chưa? Nghe chưa? Thương lắm. Cô đi về đó. Cái gì? Tôi gọi cho chị Ý rồi đó. Chị? Chị Ý tới đây hả? Thì phải tạo điều kiện cho nhau chứ. Ôi sao bạn không nói? Bạn có bị khùng không? Tôi có chuẩn bị đâu. Lo mà chuẩn bị đi. Chị tới rồi. Cái gì vậy? Thôi lạnh bản. Trời, nét đẹp lao động hiểu không? Cố gắng lên nha, cố lên. Nguyên. Dạ chị. Áo cậu nhờ tôi mang tới cho cậu nè. Cảm ơn chị để đó cho em nè. Tại hồi nãy anh đi vội quá cho nên là em quên. Không có gì đâu. Thôi cậu tập tiếp đi, tôi về nha. Chị muốn tập thử không? Thôi không cần đâu, tôi về nha. Thôi vậy chị ở lại chị đợi em đi. Em tập xong rồi mình về chung. Em tập gần xong rồi, còn mấy hiệp nữa à. Mà cậu thường hay tới đây lắm không? Dạ cũng thỉnh thoảng à. Nói thiệt nha, nhìn cậu bây giờ khác so với ở nhà lắm á. Dạ hả chị? Khác ở chỗ nào vậy chị? Thì bây giờ nhìn cậu khỏe mạnh hơn nhiều. Còn ở nhà nhìn như là cậu bún thiêu vậy á. Ý chị nói là giờ nhìn em tươi giống cậu bún tươi đúng không? Hay thiệt đó Nguyên. Chúc mừng bạn như bạn mình ơi. Ổn hết rồi đúng không? Tất nhiên. Ê, mà có chuyện này quan trọng nè. Tới đây liền đi. Chuyện gì? Này, tới đây đi viết. Nhanh nha, gấp nha. Nhưng mà chuyện gì nữa vậy trời? Ê, cái... Ủa?
Ủa sao chị ở đây vậy? Cậu có sao không? Ủa sao là sao? Thì tôi nghe báo là cậu có chuyện mà. Ai nói với chị là em có chuyện? Kỳ Quang á. Cái thằng này à, em đâu có sao đâu. Ờ vậy là cậu không có bị gì hết hả? Dạ đúng rồi, đâu bị gì đâu. Ờ vậy mà làm tôi lo quá chừng luôn. Vậy hả chị? Ờ thôi mình đi về thôi chị. Ờ khoan, hay là mình ở lại hát chút rồi về, chứ bỏ thời gian thì cũng uổng lắm. Dạ được. Em yêu ơi yêu em nhất trên đời và chỉ tình em thôi. Lại là chia tay, tại vì thơ ngây. Bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm. Hạnh phúc bên em không bao giờ quên. Vì anh đã quá vô tâm. Sau này làm ca sĩ được rồi đó. Chị gặp em hoài à, em hát vui thôi. À mình kiếm gì ăn đi, rồi về nhà sau ha. Mà hồi nãy cô kêu mình về rồi mà. Ờ ha, thôi để em gọi cho mẹ anh tiếng. Qua được 90% chưa? Tôi tạo điều kiện hết cỡ rồi đó, chỉ việc nắm bắt thôi. Làm một đòn quyết định dễ dàng đi bạn mình ơi. Mình đi chơi. Cái cậu này